giới thiệu với em, đây là bạn người cá Luna. Chào các bạn, mình là Luna. Em tên gì? Em giới thiệu luôn đi. Hả? Em là Hảo Nam hả? Bạn này tên Nam, còn bạn này? Luôn Huệ Mẫn đúng không? Ừ, bạn Mẫn nè, bạn Nam nè. Còn đây là chắc là mẹ ha. Dạ, chào chị. Ở vậy dạ, các bạn biết chơi bơi chưa? Rồi, bây giờ em hướng dẫn cho các bạn khởi động người cá nha. Cái con gì dưới hồ kìa? Cá heo đó. Không, cái con gì kìa? Hay... Cái heo à? Bạn ve sầu học bơi chưa mà bạn ve sầu dám xuống nước? Bạn ve sầu vô đây nha. Rồi đứng thẳng đây nè, làm cho nó đẹp nè. Đúng rồi. Rồi hít thở sao? Sao bạn Nam cứng đơ vậy ta? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi hả? 8 tuổi mà trở thành người cá là giỏi hơn anh Tion luôn rồi. Rồi các em đi lấy đuôi cá của mình đi. Ê, hướng dẫn cho bạn kỹ nha. Đụn cái chân xích vô nữa. Rồi. Cái chân của em là phải xuống cái phần ngàm dưới bên này nè. Nhét nhét xuống chưa. Đó. Đừng có lết như vậy hư cái đầu gối. Đúng rồi. Bạn người cá Luna nhớ nha, tập luyện để trở thành một trainer người cá nha. Là em chuyên phụ cho Tion để hướng dẫn cho các bạn khác trở thành người cá. Các em cùng nâng đuôi lên ngang mặt nước, giống như mình đang đứng. Đúng rồi, hít hơi vô bằng miệng, ngậm miệng lại. Rồi hạ đuôi xuống, thở nhẹ ra, lấy đuôi nhấn nước xuống. Ồ, đẹp. Rồi mấy em làm như vậy 10 lần đi, rồi chúng ta chuẩn bị xuống nước. Em làm luôn hả? Đúng rồi, tất cả đều làm. Đó, đẹp rồi đó. Mục đích tập như vậy kết hợp hơi thở của em với đuôi cá của em để cho em quen cảm nhận nước. Cái đuôi lúc nào cũng nổi ngang mặt nước, rồi nhấn nước xuống. Không cao quá, cũng có không có thấp quá. Hai cái chân phải đều nhau mới tạo ra hai lốc xoáy bơi thẳng và đều nhau. Hai cái chân em bị méo thì lốc xoáy nó sẽ bay méo, hiểu không? Rồi. Ủa vậy mình dính thành hồ hả? Dính hồ làm cái đuôi trước hay là bơi ra luôn? Dính thành hồ tập trước bằng trên thành hồ cái đã. Những bạn mà đã học lên tới trở thành người cá được quốc tế chứng nhận rồi là phải có khả năng hướng dẫn lại cho các bạn mới. Hít hơi vào, nín thở lại, úp mặt xuống, nổi đuôi lên. Lắc nhẹ đuôi, đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên, hít hơi vào, nhớ nha. Rồi, đúng rồi. 1, 2, 3, thở nhẹ ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Ok, bạn đó, bơi được luôn rồi, quá khủng khiếp. Học 1 mà hiểu 10 mới là thiên tài người cá, hiểu không? Em làm chưa được, làm lại. Hít hơi vào, nín thở lại, nổi đuôi lên, lắc. Rồi thở nhẹ ra bằng mũi. Rồi được. Nhưng mà cái đuôi của em á, em giữ thẳng đầu gối, em lắc bằng cái eo của em nha. Cái đuôi của em không cần phải làm mạnh, làm nhẹ cái đuôi, lắc nhẹ cái đuôi cho anh xem. Lắc nhẹ vậy nè. Lắc nhẹ đuôi thôi. Dùng nâng eo lên. Rồi. Nhớ nha. Hít hơi vào, nín thở lại, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Nổi lên. Nổi cái mông lên đó. Rồi lắc nhẹ đuôi. Giữ. Rồi thở ra bằng mũi. Thở ra bằng mũi dưới nước. Rồi ngẩng mặt lên, hít hơi vào ha. Rồi, làm lại lần nữa. Nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc nhẹ đuôi. Đếm 1 2 3, thở nhẹ ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Rồi, em làm tốt lắm. Em kéo tay ếch, bơi tay ếch. Mấy em cứ bơi. Chờ mấy bạn này xuống. Làm như vậy giống như Tiêu Anh nói. Luna, tiếp theo em hướng dẫn cho các bạn bơi kiểu người cá cơ bản. Hít hơi vô, nín thở lại, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Lắc đuôi nhẹ, thở ra bằng mũi, kéo tay ếch, ngẩng mặt lên, hít hơi vào.
Mấy em đều biết bơi ếch đúng không? Thì bây giờ sửa động tác chân ếch lại thành chân cá nha. Lắc phát eo giống như bài tập khởi động hồi nãy em đứng trên bờ, em hạ gối xuống nâng mông eo lên đúng không? Rồi, Luna đem mắt kính vô làm cho các bạn đi.